Người phát hiện được gì? Có đúng là người đang tìm không? Chậm chạp quá. Để ta. Sao mặt hắn toàn là phấn thế này? Cho nên tôi mới nói là khoan, đừng có đào bới ra. Cha của chúng tôi buổi sáng đi đốn củi, không may bị ngã vô hố phân ngựa, sức yếu không dậy nổi, vậy là bị ngột phân mà chết. Phân dính chặt quá, rửa không ra, chị em tôi đã vô cùng đau lòng. Thống lĩnh ơi, chắc không phải hắn đâu. Hắn mà chịu được nỗi nhục này chắc cũng đã chết rồi á. Chôn cất cha các ngươi tiếp đi. Dạ. Chôn kỹ vào. Ngươi, sao nhà nghèo mà ngươi mập vậy? Tôi bị phù nề không phải mập. Chém nhanh phải. Tìm tiếp bên kia đi. Trời má trụy tim, sợ còn hơn thi đại học nữa trời. May mà Lệ nó nghĩ ra cách chôn rồi lấy phân bôi lên mặt, sẽ không ai kiểm tra thêm vì gớm quá. Ồ, tự nhiên nhìn thấy đống phân của con đạp tuyết y, tôi nghĩ ra cách này. May mà được ha. Sinh mạng của nam chính đang gặp nguy hiểm. Hệ thống nhắc nhở hình phạt sắp bắt đầu. Ê chết cha, quên mất là thằng nam chính sắp đài. Hả, mau đào ổng nhanh lên. Tôi nhớ là cách cứu được ổng rồi. Đào cái cổ của ổng lên, nhanh đi. Rồi. Mau, kéo cổ áo của ổng ra. Ủa sao dừng lại má, đang nguy cấp mà. Biết rồi, nhưng mà nhìn ổng vậy ai mà không chùng tay chứ. Sao để bà nhét lên được, giờ khều ra thì bà chùng tay. Bà cũng vậy mà, bà giỏi thì bà khều ra đi. Đừng có thích nhau nữa, giờ là lúc nào rồi. Tại bà bắt mẹ tôi trước chứ bộ. Cái bà này. Thôi được rồi, để tôi. Cảm ơn Nguyên Anh nha. Chỉ là phân thôi mà, vẫn sạch hơn nhân cách của ba mẹ tôi. Bà lại đát chốt nữa rồi. Bắt đầu đếm ngược đến thời gian thi hành hình phạt. Trời ơi, từ từ, đợi chút. 10 9 8 Đó là cái gì 7, vậy? Trong chuỗi hạt đeo cổ của mẹ Nam Chính cho, có đang được cứu mạng, nhưng mà sau này mới phát hiện ra. Đếm cái gì mà ngăn vậy, rồi sao đủ thời gian nó hồi sinh hả? 5 4 Hả? Cái viên đó có hiệu quả thật không vậy? Sao ông không có phản ứng gì hết? Trong truyện, nam chính đã dùng viên thuốc này để cứu được nữ chính mà. Đây nè, tôi có một thắc mắc. Nếu như con Trúc vì giết nữ chính mà trở thành nữ chính, vậy thì tôi có vì giết nam chính mà trở thành nam chính được không? Một. Rồi tôi với con Trúc phải yêu nhau hả? Zero. Hệ thống thông báo tính mạng nam chính được bảo toàn, hình phạt bị hủy bỏ. Má ơi, đứng tim luôn rồi. Tới giờ thì tôi không còn sợ chết nữa. Tôi chỉ sợ cảnh một trong mấy bà là nam chính thì... Sau khúc này còn tình tiết nào giật gân nữa không? Không, sau đó chỉ phải đưa nam chính về nhà thôi. Con đạp tuyết xuất hiện lại rồi kìa. Ăn gì khôn vậy, hết nguy hiểm mới ló mặt ra. Từ từ, ông nội này nặng quá à. Đó là tụi này đã tháo giáp của ông bỏ đi rồi đó. Tôi cảm thấy nó không ổn lắm. Hay là đổi thành như vậy đi. Nhìn thôi cũng thấy đau lưng giùm rồi. Thử cách khác đi. Hay như vậy. Rớt đó, cho ông nằm dắt qua lưng ngựa đi. Dắt kiểu đó chắc về tới nhà ông gãy làm đôi quá. Đó, ý tôi là vậy á. Sao mặt con đạp tuyết nhìn thái độ vậy? Tại năm chính thúi quá đó. Xin lỗi nha đạp tuyết, mình đi thôi. Tôi không sao đâu, chỉ hơi bị đau họng chút. Tôi không có lo cho cái cổ họng của bà bằng tình tiết tiếp theo đâu. Ủa sao vậy? Trong tiểu thuyết, sau khi nữ chính đưa nam chính về nhà chữa trị thì buổi tối nam chính đã tỉnh dậy, nhưng đúng lúc nữ chính đưa thuốc tới, rồi một tình tiết vô lý đã xảy ra khiến cho tôi anti toàn bộ chuyện này từ giây phút đó luôn. Nam chính, nữ chính.